Hôm qua chúng ta đã học hai cái câu thơ cuối cùng của Phổ 20, chương 9 là kia nói phản, đây nói quấy, không liên quan chớ để ý. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang phổ thơ số 21 của chương số 4, chương 9, đó là thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Khi mà nhìn thấy người người tốt, người thiện, người hiền thì chúng ta nên sửa mình, noi theo họ để mà học tập. Tuy rằng chúng ta vẫn còn thua kém họ rất xa, bởi vì chúng ta chưa được học mà người ta đã tu dưỡng lâu rồi, đức hạnh cao rồi, thì chúng ta cũng đừng tự trách mình, đừng tự ti, chớ tự chê, đừng tự bỏ. Chúng ta cũng cứ phải nỗ lực thì dần dần chúng ta cũng sẽ theo kịp. Đây là lời nhắc nhở đối với người học tập chúng ta, là những người mà mong muốn mình có cái đạo đức, nâng cao cái đức hạnh của mình, thì chúng ta phải có cái quyết tâm này thì mới được. Thấy người tốt nên sửa mình. Người xưa nói trong cái sách, trong sách Luận Ngữ đó là kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh. Thấy người hiền thì chúng ta phải noi theo, thấy người không hiền, thấy người người không tốt ấy, thì chúng ta phải phản tỉnh. Mình xưa cũng dạy thế. Cái phần sau của chương phép tắc người con này thì chúng ta cũng sẽ học cái điều này. Thấy người tốt thì học theo, thấy người xấu thì phải tự phản tỉnh kiểm điểm. Cho nên người tốt và người xấu đều là thầy của chúng ta, là những thấy người tốt thì chúng ta học theo cái tốt của họ, thấy người xấu thì chúng ta phải nhìn thấy cái điều xấu của họ, bị người đời phê phán thì chúng ta đừng có học theo họ, để chúng ta cũng bị người ta phê phán giống như người xấu kia thì không tốt. Thì đây chính là cái tư tưởng của những người mà có cái tư tưởng học tập tiến bộ, tự nâng mình lên, tự nâng cao chính mình, tự làm mới mình. Ngày xưa cũng đã chia ra mấy cái hạng người thế này. Thứ nhất là cái người mà đi từ tối ra sáng, có nghĩa là chúng ta đi từ vô minh không hiểu biết ra đến cái sự hiểu biết. Đây là người hướng thượng hướng thiện, hạng người này là người tốt các con. Đi từ không biết thành biết, học từ những cái thứ không biết thành những thứ mình đến cái sự hiểu biết, đó là đi từ tối ra sáng. Cái hạng người tốt thứ hai là đi từ sáng ra sáng, có nghĩa là khi người này sinh ra thì gặp được điều tốt, gặp được người tốt, sống trong gia đình tốt. Trước đây chúng ta nói là gia đình là nhà tôn quý đấy. Tôn quý không phải là gia đình giàu có đâu. Tôn quý là ông bà tổ tiên biết tích đức hành thiện, bố mẹ cũng biết tích đức hành thiện, mình sinh ra trong gia đình này, mình sinh ra trong gia đình này, mình cũng được kế thừa cái sự nghiệp này, mình học tập để tu dưỡng đạo đức. Đây chính là sinh ra trong gia đình tôn quý. Thế rồi cả một đời nỗ lực học tập tu dưỡng để nâng cao đức hạnh của mình, thì đây chính là cái người phải đi từ sáng ra sáng. Thế có hai hạng người không tốt, đó là đi từ từ sáng vào tối, tức là mọi điều đối với họ khi sinh ra đều tốt đẹp, nhưng mà sau đó thì họ không chịu tu dưỡng học tập. Không phải là thấy người tốt nên sửa mình, mà họ lại thấy người người tốt thì họ lại phỉ báng, họ lại ganh ghét đố kỵ. Họ thấy người người xấu họ lại thích học theo, thích làm theo. Thì đây là người đi từ sáng vào tối. Rồi lại có người đi từ tối vào tối. Người này cũng không tốt. Tức là sinh ra đã vô minh rồi, không có ai dạy bảo. Rồi là học đòi theo những thói xấu, ô nhiễm những cái thói xấu của xã hội. Cuối cùng trở thành người xấu.
Đấy, nên đấy, ngày xưa cũng chia thành bốn hạng như thế, đi từ tối ra sáng này, đi từ sáng ra sáng là hai cái người tốt, để đi từ tối, đi từ sáng vào tối, để đi từ tối vào tối, đấy là hai cái hạng người là không tốt. Vậy thì chúng ta chí ít cũng phải là người đi từ tối ra sáng, đúng không? Đấy. À, ở đây thầy thấy là nhiều bạn là đi từ sáng ra sáng ấy. À, sinh ra một cái là bố mẹ cũng đã biết nhắc nhở chúng ta học tập rồi. Các con là phải nói là quá may mắn. Thế nếu như mà trong cuộc đời này mà các con không có tu dưỡng, không có nuôi dưỡng cái đức hạnh của mình để thành người tốt, thì quả là uổng phí. Gọi là nhà tôn quý, chúng ta có thể nhà gia đình chúng ta không giàu có, nhưng cha mẹ, ông bà cha mẹ biết tích đức hành thiện, biết khuyên chúng ta tích đức hành thiện, làm người tốt, vậy thì các con cũng là đang sinh trong gia đình tôn quý rồi. Thế gian này có được mấy người như thế, chúng ta phải trân trọng cái cơ hội mà học. Thấy người tốt nên sửa mình, đây chính là cái tinh thần hướng thượng, hướng thiện, hiếu đức, hiếu thiện. Hôm trước thầy Đức Hoài nói rồi, chúng ta đua tranh với người không phải là đua tranh quần áo, đua tranh kiến thức, không phải đua tranh về điểm số, mà chúng ta phải đua tranh về đức hạnh. Thua một chút về điểm số thì hôm sau chúng ta nỗ lực thì chúng ta học tập, chúng ta cũng sẽ có điểm số tốt. Nhưng mà thua về đức hạnh thì thật sự là rất là xấu hổ. Cho nên các con phải cố gắng, chúng ta phải cố gắng mà học. Về cái kiến thức thì có thể chúng ta rèn giũa nó còn chưa chăm chỉ, thì chúng ta chỉ cần chăm chỉ thôi thì chúng ta cũng sẽ làm được. Còn về đức hạnh này chúng ta phải mài giũa, phải hàng ngày học tập cách kiên trì bền bỉ, tránh xa những cái thói hư tật xấu của xã hội. Các con bây giờ cũng đã nhận thức được phần nào cái điều không tốt của bên ngoài rồi, những cái cám dỗ các con cũng biết rồi, nhưng mà có những người cũng không vượt qua được cám dỗ đâu, biết xấu mà vẫn làm. Vì sao mà biết xấu mà vẫn làm, biết không tốt mà lại vẫn cứ theo? Ví dụ như là nói tục chửi bậy, các con vẫn cứ bình thường thì có thể phản tình được, nhưng đến lúc vui quá theo bạn là cũng không kiềm chế được. Hay là thầy nói, đối với các con tiểu học thì không nói, nhưng đối với những bạn sinh cấp 2, thầy đã nói với các bạn nhiều lần rồi đấy. Chúng ta biết là thứ nhất là học nghiệp, đúng không? Học nghiệp là phải tập trung vào. Bây giờ chúng ta đang đi học thì chúng ta phải chịu tập trung vào mà học tập. Thấy bạn tốt là phải thân cận để mà học hỏi, học tập bạn. Học nghiệp tốt rồi phải tiến thêm một bước nữa là sự nghiệp. Phải có cái công việc ổn định để cho cha mẹ yên tâm. Đấy. Thế là sự nghiệp ổn định rồi thì mới gia nghiệp. Gia nghiệp là lúc này mới có gia đình. Đấy. Thế mà bây giờ là cấp 1 cũng đã yêu rồi, còn thấy không? Học ai vậy? Hả? Lớp 3 cũng viết thư cho bạn gái rồi. Thầy bảo là cứ cho ở nhà, nó cho ở nhà lấy vợ, hỏi phải đi học. Cấp 2 cũng yêu rồi. Hả? Vậy thì làm sao mà các con có thể tiến xa được? Hả? Thấy cái điều không tốt các con biết rõ ràng nó là không tốt, nó chưa phù hợp với lứa tuổi, mà chúng ta vẫn cứ học các bạn. Bởi vì chúng ta thấy nhiều bạn như thế, thấy nhiều người làm xấu quá, chúng ta thấy nó là việc bình thường. Nhưng thật ra nó là việc bất bình thường, không bình thường tí nào đâu, nhưng chúng ta cũng không nhận thức được đó là việc. Đấy. Bởi vì chúng ta nhìn thấy ít người tốt quá, đúng không? Người xấu thì nhiều, người tốt thì ít, cho nên chúng ta không biết là phải theo cái gì. Đây là chúng ta không có chánh kiến, không nghe lời dạy của Thánh Hiền.
Trong lớp chúng ta có bạn nào yêu sớm chưa? Hả? Nếu bạn nào yêu sớm thì xin bố mẹ ở nhà lấy vợ lấy chồng thôi, phải đi học. Thầy nói là khó nghe nhưng mà phải để các con ấn tượng. À. Thấy người tốt nên sửa mình. Không có tự ti. Không có tự ti. Tự ti có nghĩa là thôi, họ mới làm được chứ mình làm sao mà làm được. Tự ti. Mình không tự tin vào chính mình. Thấy họ tốt quá rồi, các con biết không, cả một quá trình học tập của họ mới được như thế. Bây giờ mình mới là người bắt đầu. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ bước đi thôi thì chúng ta sẽ tới. Chứ cứ ngồi đó mà khóc thì làm sao mà tới được đích. Phải không nào? Phải cố gắng lên. Phải nỗ lực lên, cho dù bây giờ chúng ta mỗi một bước đi của chúng ta rất là khó khăn, kém cỏi. À, nhưng mà chúng ta chịu bước đi là chúng ta sẽ tới đích. Cho nên dù còn xa cũng dần kịp. Không có sao cả, cứ phải cố gắng mà nỗ lực, bám lớp bám thầy chúng ta học tập, bám vào những lời dạy của Thánh Hiền chúng ta nương theo chúng ta học tập, cho dù chúng ta làm chưa được nhiều nhưng cũng đừng mất niềm tin, còn cũng phải cố gắng lên thì chúng ta sẽ thành công. Giờ hôm nay chúng ta dừng ở đây, chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.